Trong ngày kỷ niệm 117 năm thành lập câu lạc bộ, Chelsea đón nhận một tin tức vô cùng tồi tệ. Chính phủ Anh ra lệnh đóng băng tài sản của chủ tịch Roman Abramovich và đương nhiên trong số tài sản đấy có cả đội chủ sân Stamford Bridge. Những người đứng đầu nước Anh nhận định vị tỷ phú 55 tuổi nằm trong nhóm các oligarch, tức là đầu sỏ về chính trị. Ngài Roman được mô tả là có mối quan hệ thân cận với Vladimir Putin suốt nhiều thập kỷ qua, một cáo buộc mà ông chủ của The Blues đã nhiều lần chối bỏ. Sau khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra, khán giả đã dự đoán về ngày Abramovich nhận án phạt từ người Anh. Nhưng khi điều này trở thành hiện thực, làng túc cầu vẫn trở nên bàng hoàng vì những gì mà Chelsea phải gánh chịu. Cụ thể, từ thời điểm này cho đến giới hạn trước mắt là ngày 31 tháng 5, nhà đương kim vô địch châu Âu sẽ không thể bán thêm vé. Chỉ những ai đã mua vé từ trước mới có thể vào sân cổ vũ. Ngoài ra, đại diện thành London cũng không được phép gia hạn, mua, bán, mượn hoặc cho mượn cầu thủ. Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể mất trắng Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger và Andreas Christensen vào mùa hè này. Chelsea vẫn có quyền nhận tiền bản quyền truyền hình và tiền thưởng từ các giải đấu, nhưng họ chỉ được phép chi tối đa 20.000 bảng để di chuyển và sinh hoạt trong những trận sân khách. Tại xứ sở sương mù, một chuyến bay bằng chuyên cơ cá nhân cho khoảng 50 người thường tốn gấp đôi con số kể trên. Như vậy, đội bóng thủ đô nước Anh sẽ khó mà đi lại bằng máy bay riêng hoặc qua đêm tại khách sạn sang trọng. Trong những trận sân nhà, chi phí dành cho việc bảo dưỡng sân bãi, chuẩn bị thức ăn cho cổ động viên và duy trì lực lượng an ninh được giới hạn ở mức 500.000 bảng. Cửa hàng áo đấu của câu lạc bộ chỉ được phép bán những món đồ có sẵn trên kệ từ trước ngày 10 tháng 3. Tất nhiên, doanh thu từ khía cạnh này cũng không được chuyển vào tài khoản của đội bóng. Từ sau ngày 10 tháng 3, áo đấu mới sẽ không được bày bán. Trên thực tế thì cửa hàng tại sân Stamford Bridge đã để biển đóng cửa cho đến khi có thông báo tiếp theo. Tương tự, khách sạn ở đây cũng không thể nhận thêm lượt đặt phòng. Chính phủ Anh vẫn để Chelsea trả lương cho khoảng 1.400 nhân viên chính thức và thời vụ, nhưng khi doanh thu của câu lạc bộ sụt giảm, còn số tiền được chi ra lại có hạn mức và đội không được nhận tiền từ ngài Roman, thì nhiều khả năng tiền lương của những người đang làm việc ở sân Stamford Bridge cũng như trung tâm huấn luyện Capham sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí, số lượng nhân viên cũng có thể bị cắt bớt. Những hệ lụy từ lệnh trừng phạt này đã nhanh chóng xuất hiện. Sau khi biết tin tài sản của Abramovich bị đóng băng, nhà tài trợ truy đã ngay lập tức đình chỉ hợp đồng và yêu cầu gỡ logo của họ ra khỏi áo đấu The Blues. Công ty chuyên về lĩnh vực di động chia sẻ rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng đến nhiều cổ động viên Chelsea, nhưng họ cảm thấy đó là lựa chọn đúng đắn trong tình cảnh hiện tại. Được biết, thỏa thuận giữa truy và câu lạc bộ thủ đô nước Anh có giá trị vào khoảng 40 triệu bảng một mùa. Sau truy, các nhà tài trợ khác có thể cũng đang tính đường rời bỏ đội bóng đang xếp thứ 3 ở Premier League. Vậy chủ tịch Abramovich có thể làm gì? Nhìn chung thì có hai phương án dành cho nhà tài phiệt người Nga. Một là ông tiếp tục giữ quyền sở hữu và nhìn Chelsea chống chịu với những án phạt nặng nề mà không chắc rằng câu lạc bộ sẽ trụ được bao lâu. Hai là ông vẫn có thể thúc đẩy một thương vụ mua bán, trong điều kiện được chính phủ Anh cấp một giấy phép đặc biệt sau khi họ bàn bạc thêm với Bộ Tài chính. Quá trình mua bán sẽ được giám sát nghiêm ngặt và Abramovich chắc chắn không được nhận bất cứ đồng nào từ vụ chuyển nhượng này. Diễn biến này thực sự quá khắc nghiệt đối với Chelsea. Cách đây hơn 9 tháng, họ đã bước lên đỉnh cao lục địa già. Cách đây một tháng, họ tiếp tục thống trị thế giới. Nhưng bây giờ, câu lạc bộ thành London đối mặt với nguy cơ khủng hoảng do áp lực từ bên ngoài. Liệu The Blues sẽ đi về đâu sau dấu mốc lịch sử này? Không ai chắc chắn câu trả lời là gì, nhưng nhiều người đang nghĩ về một tương lai tăm tối dành cho họ. Video lần này xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo tại kênh YouTube của Saba Sport Việt Nam.